tuổi Tý hợp màu gì, kỵ màu nào nhất? Chọn màu sắc hợp tuổi Tý theo phong thủy luôn được rất nhiều người quan tâm, bởi việc chọn lựa màu sắc phù hợp sẽ giúp đem lại sự vững tin và may mắn hơn trong cuộc sống. Tuổi Tý đứng đầu trong 12 con giáp, là người mở đầu, tiên phong chính. Vì vậy, những người này thường có khả năng lãnh đạo và quản lý tốt. Họ còn được mệnh danh là người chăm chỉ, siêng năng, hay tiết kiệm và đôi khi quá chặt chẽ trong vấn đề tiền nong. Xét về tử vi, đa số người tuổi Tý đều vượng tiền tài, phúc lộc vây quanh. Như các bạn cũng biết, vạn vật trên trái đất đều được hình thành từ 5 yếu tố khác nhau trong ngũ hành tương sinh, tương khắc đó là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và mỗi yếu tố trong ngũ hành đều ứng với 5 màu sắc đại diện. Kim có màu trắng, xám trắng. Thủy có màu đen hoặc màu xanh dương. Mộc có màu xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc. Hỏa có màu đỏ, hồng, tím. Thổ có màu nâu, vàng hay vàng cam. Vậy, những người tuổi Tý sinh năm bao nhiêu? Người sinh năm Giáp Tý ngũ hành thuộc mệnh Kim, sinh năm 1984-2044. Người sinh năm Bính Tý ngũ hành thuộc mệnh Thủy, sinh năm 1996-2056. Người sinh năm Nhâm Tý ngũ hành thuộc mệnh Mộc, sinh năm 1972-2032. Người sinh năm Mậu Tý ngũ hành thuộc mệnh Hỏa, sinh năm 2008-2068. Người sinh năm Canh Tý ngũ hành thuộc mệnh Thổ, sinh năm 1960-2020. Bạn cần hiểu rõ năm sinh và mệnh của mình, từ đó chọn được màu sắc phù hợp. Sau đây là màu sắc hợp với tuổi Tý mà các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Người sinh năm Giáp Tý ngũ hành thuộc mệnh Kim. Theo ngũ hành, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh Thổ, mệnh Thủy sẽ hợp với người sinh năm Giáp Tý. Vì vậy, những người sinh năm Giáp Tý nên chọn màu vàng, nâu, vàng cam là tối ưu nhất, bởi Thổ sinh Kim là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh Kim của mình như màu trắng, xám trắng, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Thủy như xanh dương hay màu đen. Người sinh năm Giáp Tý nên tránh chọn màu đỏ, hồng, tím, xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc, bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho mình. Người sinh năm Bính Tý ngũ hành thuộc mệnh Thủy. Theo ngũ hành, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh Kim, mệnh Mộc sẽ hợp với người sinh năm Bính Tý. Vì vậy, những người sinh năm Bính Tý nên chọn màu trắng, xám trắng là tối ưu nhất, bởi Kim sinh Thủy là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh Thủy của mình như màu xanh dương, màu đen, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Mộc như xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc. Người sinh năm Bính Tý nên tránh chọn màu đỏ, hồng, tím, vàng, nâu, vàng cam, bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho mình. Người sinh năm Nhâm Tý ngũ hành thuộc mệnh Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh Thủy, mệnh Hỏa sẽ hợp với người sinh năm Nhâm Tý. Vì vậy, những người sinh năm Nhâm Tý nên chọn màu xanh dương, màu đen là tối ưu nhất, bởi Thủy sinh Mộc là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh Mộc của mình như màu xanh lá, xanh lục hay xanh ngọc, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Hỏa như đỏ, hồng hay màu tím. Người sinh năm Nhâm Tý nên tránh chọn màu vàng, nâu, cam hay trắng, xám trắng, bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho mình. Người sinh năm Mậu Tý ngũ hành thuộc mệnh Hỏa. Theo ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh Mộc, mệnh Thổ sẽ hợp với người sinh năm Mậu Tý. Vì vậy, những người sinh năm Mậu Tý nên chọn màu xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc là tối ưu nhất, bởi Mộc sinh Hỏa là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh Hỏa của mình như màu đỏ, hồng, tím, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Thổ như vàng, nâu, vàng cam. Người sinh năm Mậu Tý nên tránh chọn màu xanh dương, đen, trắng, xám, bởi đây là những màu tương khắc, không mang lại may mắn cho mình. Người sinh năm Canh Tý ngũ hành thuộc mệnh Thổ. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, vì vậy chắc chắn màu sắc mệnh Hỏa, mệnh Kim sẽ hợp với người sinh năm Canh Tý. Vì vậy, những người sinh năm Canh Tý nên chọn màu đỏ, hồng, tím là tối ưu nhất, bởi Hỏa sinh Thổ là quan hệ tương sinh. Bạn có thể chọn những màu sắc cùng mệnh Thổ của mình như màu vàng, nâu hay vàng cam, hoặc cũng có thể chọn màu mệnh Kim như trắng, xám trắng. Người sinh năm Canh Tý nên tránh chọn màu xanh dương,
màu đen, xanh lá cây, xanh lục, xanh ngọc. Bởi đây là những màu tương khắc không mang lại may mắn cho mình. Các bạn thân mến, Phong thủy và Sức khỏe vừa mới hướng dẫn cho các bạn về cách lựa chọn màu sắc hợp với người tuổi Tý. Chọn đúng màu sắc theo quan hệ tương sinh sẽ giúp người sinh tuổi Tý cảm thấy thoải mái, yên tâm và may mắn hơn trong cuộc sống. Nếu các bạn thấy video này hay, thú vị thì hãy ủng hộ đăng ký kênh và để lại bình luận ý kiến của mình. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được màu sắc phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại!